Người đến từ tương lai năm 2052 cảnh báo sắp xảy ra một trận siêu động đất thảm họa. Gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một bài viết xuất hiện từ năm 2018 dự đoán về một trận siêu động đất sẽ xảy ra ở rãnh Nankai, Nhật Bản vào ngày 14 tháng 8 năm 2024. Đáng chú ý, người viết bài nói rằng mình đến từ tương lai, cụ thể là năm 2052. Quay về quá khứ bằng cỗ máy thời gian cùng một vài người khác. Lúc xảy ra trận siêu động đất, người này chỉ mới 1 tuổi và may mắn sống sót. Theo những gì được thống kê, năm đó số người mất tích, riêng ở vùng Kochi đã là 60.000 người. Điều bất ngờ là thông tin này lại trùng khớp với mốc thời gian nước Nhật đưa ra dự báo về một trận siêu động đất sắp xảy ra sau khi hứng chịu một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vào ngày 8 tháng 8 vừa qua ở Miyazaki, làm rung chuyển khu vực phía tây nam nước này. Cho đến nay, tác động của trận động đất hôm 8 tháng 8 là không đáng kể, với 16 người bị thương và 3 tòa nhà bị hư hại được báo cáo ở các khu vực bị ảnh hưởng. Nhưng cảnh báo sau đó có thể khiến người dân lo lắng. Được biết, trận siêu động đất ở rãnh Nankai này đã được Nhật Bản dự đoán từ trước trong vòng 30 năm với xác suất 70-80%. Nhưng không ngờ nó có thể đến sớm như vậy. Ở thời điểm hiện tại, khả năng xảy ra động đất quy mô lớn được coi là tương đối cao hơn so với điều kiện bình thường. Giới chức Nhật Bản liên tục kêu gọi người dân phải cảnh giác cao hơn trong tuần tới. Quay lại quá khứ, năm 2011, người dân Nhật Bản không thể nào quên được trận động đất mạnh 9 độ Richter và ngay sau đó là thảm họa sóng thần. Hiện tại kép này đã khiến 18.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima. Trong khi đó, các chuyên gia dự báo trận động đất này có cường độ lên đến 9,1 độ Richter, lớn hơn cả cường độ của trận động đất gây ra thảm họa kép năm 2011. Hội đồng Phòng chống thiên tai Trung ương dự đoán tổng cộng 100 đô thị dọc bờ biển Thái Bình Dương từ Kanto đến Kyushu của Nhật Bản sẽ phải hứng chịu các cơn sóng thần cao từ 10 mét trở lên, thậm chí độ cao có thể đạt tới 30 mét. Ban đầu, ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới 323.000 người và thiệt hại kinh tế sẽ là hơn 220.000 tỷ yên. Tuy nhiên, đến năm 2019, nhờ tiến bộ trong việc phòng chống động đất và các yếu tố khác, các chuyên gia tính toán rằng số người thiệt mạng có thể giảm xuống còn 231.000 người, gấp 14 lần số người thiệt mạng trong thảm họa kép xảy ra tại Nhật Bản năm 2011, và thiệt hại kinh tế ước tính là khoảng 213.000 tỷ yên. Trong bối cảnh Nhật Bản đang căng thẳng vì nguy cơ động đất, thì bài viết tiên tri về vụ việc này đã gây thu hút và chia sẻ rầm rộ từ cộng đồng mạng. Ngoài thông tin về trận động đất, người này còn công bố nhiều thông tin đáng chú ý sẽ xảy ra trong tương lai, như Apple sẽ phá sản vào năm 2033, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ hợp nhất. Tập cuối của Doraemon sẽ được phát hành vào năm 2035. Trước những công bố trên, có người đã tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít người tin nó có thể là thật. Vậy thì sự thật sẽ ra sao? Hãy cùng đợi đến ngày 14 tháng 8, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện việc người đến từ tương lai đưa ra cảnh báo thảm họa trên trái đất. Trước đó, ở Nhật Bản cũng đã từng xuất hiện một người đàn ông tự xưng mình là người đến từ năm 2062 và đã cảnh báo chính xác hai trận động đất ở nước này. Bí ẩn người đến từ năm 2062. Năm 2010, trong một diễn đàn tại Nhật Bản, bỗng xuất hiện một người đàn ông tự xưng mình là người đến từ tương lai, cụ thể là năm 2062. Trong nháy mắt, sự việc này đã khiến mạng xã hội vô cùng nóng. Người đàn ông này nói rằng, nếu mọi người trong diễn đàn có bất cứ nghi vấn gì thì có thể hỏi anh ta. Câu nói này đã khiến nhiều cư dân mạng tại Nhật bắt đầu đặt các câu hỏi về những sự việc của trái đất trong tương lai. Đối diện với những câu hỏi này, anh ta nói rằng mình không thể tiết lộ tương lai địa cầu sẽ biến thành như thế nào, nhưng anh ta có thể dự đoán trước cho mọi người những tai nạn sắp đến. Sau khi để lại các lời dự đoán, thì người này đột nhiên không còn thấy xuất hiện trên diễn đàn nữa. Một thời gian sau, ngày 11 tháng 3 năm 2011, đúng vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương,
đại địa chấn Honshu 9,1 độ Richter khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu ở phía đông bắc Nhật Bản, gây ra sóng thần cao đến 40 mét ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Sau khi trận động đất qua đi, mọi người liền liên tưởng đến lời dự ngôn của người đến từ tương lai kia. Anh ta từng nói trên các mạng xã hội và khuyên mọi người hãy trốn lên núi. Liệu đây có phải là lời cảnh báo cho sự xuất hiện của trận động đất lần này hay không? Mọi người vẫn bán tín bán nghi. Nhưng sau đó, anh ta lại tiếp tục dự báo về trận động đất năm 2016 tại Nhật Bản. Tháng 11 năm 2011, anh ta lại xuất hiện một lần nữa và nói rằng có thể tới ngày 15 tháng 4 năm 2016, tôi sẽ lại xuất hiện. Rất nhiều người không hiểu được hàm ý về thời gian mà anh ta nói. Nhưng khi hỏi thì anh ta không trả lời. Chỉ nói rằng vào tháng 4 năm 2016, Nhật Bản có thể sẽ xảy ra một sự kiện lớn. Và quả thật, tối ngày 14 tháng 4 năm 2016, trận động đất mạnh 6 độ Richter tại tỉnh Kumamoto ở miền nam nước Nhật đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và 44.000 người phải sơ tán, nhà cửa bị thiệt hại nặng nề. Đến lúc này, người ta lại càng tin vào các lời dự đoán của người đến từ tương lai. Các mốc thời gian mà anh ta lưu lại trên diễn đàn đều có ý nghĩa nào đó. Những lời dự ngôn mà anh ta nói có thể là cảnh báo cho kiếp nạn sắp xảy đến đối với nhân loại. Chưa hết, ở Nhật Bản còn có một họa sĩ nổi tiếng có khả năng dự đoán những thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai thông qua giấc mơ. Đó chính là họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki. Điều ngạc nhiên là những tiên đoán của cô sau đó đều lần lượt ứng nghiệm. Trong cuốn truyện tranh Tương lai mà tôi nhìn thấy xuất bản năm 1999, Tatsuki đã ghi lại 15 giấc mơ trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến năm 1999, và 12 trong số đó đã trở thành sự thật, bao gồm trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở Nhật Bản khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Tiếp đến là cái chết của con nương Diana và ca sĩ Yutaka Ozaki. Và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch toàn cầu viêm phổi Vũ Hán đầu năm 2020. Những giấc mơ của Tatsuki có một đặc điểm rất kỳ lạ. Thời gian ứng nghiệm của chúng là 15 ngày hoặc 15 năm sau khi mơ. Nếu như sau 15 năm không ứng nghiệm thì sẽ cộng thêm 15 năm nữa. Và hiện tại chỉ còn lại 2 giấc mơ chưa ứng nghiệm. Theo thứ tự là sự phun trào của núi lửa Phú Sĩ và sóng thần Yokohama. Thông điệp từ những lời tiên tri. Nói về những dự ngôn trước các thảm họa lớn, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sao có những người có thể thấy trước tương lai và ý nghĩa của những lời dự ngôn này là gì. Và cũng có những người tỏ ra ngờ vực vì một số nội dung tiên tri đã không xảy ra hoặc là xảy ra không chính xác như dự báo trước đó. Người ta sẽ không thể lý giải nổi vấn đề này nếu như không tin rằng con người là do thần tạo ra và săn sóc. Khi đạo đức nhân loại càng xuống thấp, thiên tai sẽ xuất hiện càng nhiều. Bởi vì con người là do thần tạo ra và cai quản, nên thiên tượng là những thông điệp, những lời cảnh báo mà thiên thượng dành cho con người. Và những lời tiên tri theo một góc độ nào đó mà lý giải là do những sứ giả với sứ mệnh truyền tải những thông điệp cảnh báo thế nhân. Đó chính là sự từ bi của trời đất, và những thông điệp này là lời nhắc nhở về thái độ sống, về đạo đức, về những điều cần phải được điều chỉnh. Con người có quyền không tin vào những lời tiên tri, nhưng mà việc lắng nghe những thông điệp nhắc nhở và liên tục tu dưỡng tâm hồn, yêu thương nhau hơn sẽ giúp ích cho nhân loại rất nhiều. Không có gì là lạ khi chính sự tham lam và hận thù đã dẫn đến các cuộc chiến tranh đẫm máu từ xưa đến nay. Quay lại dự báo về trận siêu động đất ở Nhật Bản, nhiều người dân Nhật Bản những ngày qua đã tranh thủ đi mua sắm để chuẩn bị cho thảm họa. Chính phủ Nhật đã lên tiếng kêu gọi người dân phải bình tĩnh và hạn chế việc mua sắm quá mức. Trên thực tế, sự chuẩn bị của người dân cũng không thể hạn chế được toàn bộ thảm họa trong trường hợp nó sẽ xảy ra. Chưa kể, thời điểm diễn ra siêu thiên tai này còn chưa được xác định chắc chắn. Nó giống như trường hợp động đất ở Thái Lan, khi lời cảnh báo được đưa ra từ năm 1998, nhưng mãi đến cuối năm 2004, thảm họa mới xảy ra.
có nhiều người cũng tỏ ra tin tưởng vào dự báo của các nhà tiên tri, nhưng mà cũng có những người cho rằng đó chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ. Tuy nhiên, họ lại quên đi một điều rất quan trọng rằng những dự ngôn chính là những lời cảnh báo. Việc mà mỗi người cần làm là tự soi xét và sửa chữa bản thân mình. Càng trở nên tốt đẹp bao nhiêu, thì con người sẽ càng tránh xa được những tai ương bấy nhiêu.